Mến chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Hôm nay xin mời các bạn xem flycam cập nhật gói thầu xây lắp 7 của dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên đã có nhiều chuyển biến sau khi thi công được 7 tháng. Khi hoàn thành dự án tạo trục giao thông thủy bộ từ ngã ba sông Sài Gòn đến sông Chợ Đệm, dự án này kết hợp với ý tưởng đường ven sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành thêm trục giao thông mới giải tỏa áp lực cho các tuyến đường hiện hữu. Hình ảnh các bạn đang xem xuất phát từ hướng cầu Chợ Cầu quận 12, quận Gò Vấp về cầu Tham Lương, quận Tân Bình. Gói thầu xây lắp 7 có tổng chiều dài 2.850m với giá dự toán 557,834 tỷ đồng. Những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã rất nỗ lực trong vấn đề cải tạo kênh rạch. Rất nhiều dự án đã được triển khai với mục tiêu trả lại dòng kênh trong xanh. Trong bối cảnh đô thị đã chật cứng, việc mở rộng đường nội ô đối mặt với nhiều khó khăn thì tạo đường ven kênh, ven sông được người dân rất ủng hộ. Đến nay, dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên đã giải ngân được khoảng 261 tỷ đồng trên 1.650 tỷ đồng, đạt 15,81%. Dự kiến trong năm nay, dự án sẽ giải ngân đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch vốn đã đề ra. Dự án cải tạo kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên có khối lượng đất bùng dư từ quá trình thi công các hạng mục công trình như nền hạ đường giao thông hai bên bờ, nạo vét lòng kênh là rất lớn nên cần các bãi đổ đất, tiếp nhận đất dư nêu trên. Hiện nay, chủ đầu tư đang liên hệ với các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ về hoàn thiện pháp lý bãi đổ trước khi thực hiện. Đây là dự án cải tạo kênh rạch lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh đang được thi công. Không chỉ cải tạo kênh khơi thông luồng giao thông thủy kết nối Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, dự án Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên còn hình thành tuyến đường theo trục Bắc, Nam dọc kênh giúp giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường nội ô. Trước đây, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành nhưng sau đó bị ngừng một thời gian khá lâu. Nhiều khu vực ven tuyến kênh này bị tái ô nhiễm, rác thải tràn lan, nước kênh đen kịt, đường xá xuống cấp. Khi dự án thi công trở lại, không ít người cảm thấy vui vì giấc mơ dòng kênh trong xanh đang rất gần. Hình ảnh các bạn đang xem góc bên phải phía dưới màn hình được quay ngày 1 tháng 7 năm 2023 để cho các bạn xem và so sánh.
Dự án có chiều dài tuyến 31,46 km đi qua địa bàn 7 quận huyện. Đây là một dự án đi trong lòng đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu khác như cầu giao thông, cống băng ngang kênh, đường ống cấp nước và lưới điện cao thế 110 kV, 220 kV và 550 kV ảnh hưởng đến dự án. Hình ảnh các bạn đang xem góc trái phía dưới màn hình được quay ngày 5 tháng 7 năm 2023 để cho các bạn xem và so sánh với hình ảnh hôm nay.
cảm ơn bạn đã xem kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Chúng tôi rất vui vì đã có cơ hội mang đến cho bạn những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ qua video hàng ngày trên kênh YouTube này. Đừng ngần ngại bấm nút like và đăng ký để ủng hộ kênh. Sự ủng hộ từ bạn là động lực quý báu giúp chúng tôi tiếp tục làm nhiều video chất lượng. Cảm ơn bạn rất nhiều.